Hôm nay, nhà Việt kết sợi bánh xà bông thảo dược từ khuôn silicone sang khay inox để phơi và đợi hoàn tất quá trình xà phòng hóa giữa dầu và kiềm. Đây là công đoạn tiếp theo sau khi đổ bánh xà bông vào khuôn silicone. Đợi bánh cứng theo thông số nhất định của bánh, chúng mình tiến hành chuyển bánh sang khay inox. Mỗi khay, mình xếp 6 hàng, mỗi hàng 10 bánh, tổng cộng 60 bánh mỗi khay như thế này. Các khay này sẽ được chuyển sang phòng phơi. Ở phòng này, chúng mình đưa máy móc vào để đảm bảo phòng phơi có điều kiện vàng, giúp quá trình xà phòng hóa của dầu và sút được hoàn hảo nhất. Vì là bánh xà bông handmade được làm từ 100% nguyên liệu dầu của Việt Nam, nên độ làm sạch xịn sò, độ bọt ưng ý và thơm tự nhiên. Nhưng đợt này chúng mình vẫn có những bánh chưa đạt. Chưa đạt ở đây là bánh bị vượt chuẩn về trọng lượng. Bao bì và giá bán của nhà mình là bánh xà bông 100g. Nhưng thực nhận của mọi người trong những mẻ bánh đầu này sẽ có bánh lên đến 120g. Với những bánh không đạt chuẩn 100g thì chúng mình sẽ cắt nhỏ thành những phần xinh xinh. Đố mọi người biết nhà Việt Kết sẽ làm gì với những miếng bánh này nhé.